Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào các bác, và hôm nay là ngày 30 tháng 6 năm 2023, tức vào ngày cuối cùng của tháng, thì em cũng xin làm cái video này để giới thiệu đến các bác và giảm giá những món hàng DAC đang có mặt tại shop em ngày hôm nay. Để vào phần video chi tiết thì hôm nay em vẫn làm cái chương trình đoán hai số của cái tờ tiền, nó là hai số cuối của tờ 2000, thì phần quà thì vẫn là một chiếc USB 350.000 và 5 chiếc đĩa CD Phono. Và hai số cuối của tờ tiền đây thì em đã che đi, thì các bác sẽ bình luận cho em vào cái video này hai cái số cuối của tờ tiền. Thứ hai, các bác sẽ ấn cho em một nút like, và thứ ba là các bác cho em xin cái nút đăng ký kênh nếu các bác chưa đăng ký kênh, và nhớ bấm cho em cái chuông thông báo để hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày bên em sẽ lên sóng những video để giới thiệu và báo giá những sản phẩm DAC, CD DAC và MD DAC hàng Nhật 100V đang có mặt tại shop em ngày hôm nay. Vâng, để trước khi vào phần báo giá video và giới thiệu chi tiết từng sản phẩm DAC thì các bác hãy lưu cái số điện thoại hotline bên em vào 0966723489. Đấy, để tí các bác mà xem mà những cái món hàng mà bên em sẽ giảm giá ngày hôm nay, duy nhất trong ngày hôm nay ngày 30 tháng 6, để các bác ưng được món nào thì có thể chốt món đấy nhá. Thì cái hai chiếc đầu giải mã đầu tiên thì bên em sẽ lên sóng là hai chiếc Onkyo SEU55SX màu trắng và chiếc Onkyo SEU55SX 2 la mã màu đen. Đấy. Hai chiếc này thì đều là giải mã 24 bit. Giải mã chuyên dụng các bác nhé. Và hai chiếc này thì được sản xuất trực tiếp tại Nhật. Đây, Made in Japan ạ. Hai con này thì dùng nguồn adapter 1 adapter 5V 1A. Con màu trắng thì số series của nó là 2173. Còn con màu đen thì số series của nó là 3313A. Về cái IC xử lý hay là cái mạch giải mã, mạch âm sắc của hai con này thì nó y xì nhau, mặc dù nó chỉ khác cái là SX U55SX và U55SX 2 la mã. Còn các cổng ra vào của hai con này thì nó đều như nhau. Nó gồm có hai đường USB kết nối laptop này. Và hai đường USB kết nối laptop này thì em đã kết nối với Win 11 là chạy ok. Và một đường quang, một đường đồng trục này. AV RAM NI này, AV vào này. Hai đường quang ra này. Máy màu trắng và một con máy màu đen. Rất đẹp luôn ạ. Đấy thì hai chiếc Onkyo SEU55SX vậy. SEU55SX 2 la mã. Thì hai con này hôm nay em giảm giá cực kỳ sâu để cho các bác chơi, từ 3 triệu rưỡi xuống còn 3 triệu các bác nhé. Duy nhất ngày hôm nay từ 3 triệu rưỡi xuống còn 3 triệu. Tặng các bác một dây quang, một dây AV, bảo hành cho các bác 3 tháng 1 đổi 1 nhé các bác nhé. Máy của con này thì nó về gồm có nguồn adapter. Nguồn này có thể các bác cắm được từ 100 đến 240V nhé, nguồn zin đi theo máy. Đấy. Đây là hai chiếc đầu em đã giảm giá đầu tiên. Và tiếp đến thì em cũng giới thiệu đến các bác một chiếc đầu DAC của Đờ Long với mã model là DA300USB. Con này là một con DAC giải mã 32 bit và giải mã DSD nha các bác nhé. Máy nó về thì gồm có thùng xốp này, thùng và xốp. Máy rất đẹp, màn hình quắc là sáng này, sáng rõ nét, không bị mất nét, không bị mờ nét. Và phụ kiện của nó này gồm có nguồn adapter, cái giá để máy đứng này và sách hướng dẫn catalog. Đấy là ba cái món phụ kiện. Đấy. Còn con này thì máy nó về đẹp xuất sắc rồi. Đây số series của nó đây. 4 số cuối là 5140. Và con này là dành cho thị trường JP. Máy màu bạc là silver này. JP này. Đây có số series 5140 luôn này. Và chiếc Đờ Long DA300USB này thì được sản xuất vào năm 2015. 2015. Đấy, số series 5140, máy và thùng là trùng series các bác nhé. Và được sản xuất tại China, có nghĩa là hãng đặt nhà máy ở bên Trung Quốc để lắp ráp. Và dùng nguồn adapter 15V 1A. Cổng vào của con này thì nó gồm có hai đường quang, một đường coaxial đồng trục và một đường USB DAC để kết nối laptop PC. Và một đường AV RAM NI. Đấy, con này thì máy về đẹp xuất sắc rồi, cực kỳ đẹp ạ. Đấy.
màn hình con này đấy, máy của nó chỉ size của nó size ngang nó tầm 12 13 thôi. Đấy. Và con Dlong DA 300 USB này thì là con này là một con giải mã chuyên dụng 32 bit và DSD. Thì con này đang giá bình thường là 6 triệu 500 nghìn đồng. Hôm nay em giảm giá 500 nghìn xuống còn 6 triệu để cho các bác chơi ngày cuối tháng. Đấy, 6 triệu các bác nhé. Vẫn tặng một dây quang, một dây AV, vẫn bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 để cho các bác yên tâm. Đấy. Chiếc Dlong DA 300 USB. Và tiếp đến thì em cũng xin giới thiệu tiếp đến một chiếc Dlong DA 310 USB phiên bản nâng cấp của con DA 300 đây ạ. Đấy. Con này thì nó cũng là một con giải mã 32 bit và là giải mã DSD từ 2.8 đến 5.6 và đến 11.2. Đây, thùng của nó ghi này. Covercitor LA 32 bit premium. Đấy. Đấy, nó sử dụng công nghệ AL32 Processing Plus, đấy một trong những công nghệ tiên tiến nhất của DAC Dlong. Và máy nó về thì gồm có nguồn adapter 12V 2.8A và sách hướng dẫn và dây AV. Con này là phiên bản nâng cấp, thế nên là hãng đã được trang bị cái mặt nâng và cái mặt đáy là nhôm. Còn cái này bên này, còn con DA 300 này thì nó là mặt nhựa các bác nhá. Đấy. Nhưng mặt nhựa con này thì cực kỳ đẹp nhé, không có xước sát gì. Đấy, chứ không phải là nhựa mà nó xước xấu đâu. Đấy các bác nhìn đi, rất đẹp luôn. Còn con này thì mặt nâng là nhôm này. Mặt đáy nó cũng là nhôm này. Con này có thể các bác có thể để đứng như này được cho em. Đấy, chỉ cần các bác xoay 4 cái núm này ra. Xong các bác sẽ vặn vào 4 cái lỗ này, các bác cạy 4 cái này ra. Đấy, nó hãng đã chế sẵn là 4 cái đầu ốc rồi. Đấy, các bác sẽ để đứng như này cho em. Còn con Dlong DA 300 thì con Dlong DA 300 thì nó có cái giá ở đây. Thì các bác sẽ để đứng như này. Đấy, nghĩa là hãng đã thiết kế là vừa để đứng vừa để nằm. Còn em chơi thì em cứ thích để nằm thôi. Đấy, để nằm nhìn nó mới đẹp. Đấy. Con Dlong DA 300 này thì về cái năm sản xuất thì con này nó sản xuất vào năm 2019. Và số series của nó là 1418 đuôi này. Đây em sẽ quay đằng sau. Và quay cái thùng cho bác xem này. Đấy, cũng là sản xuất dành cho thị trường JP là Nhật nội địa nhé, Japan nhé. Số series đây 1418 này. 1418 này cũng được lắp ráp tại Trung Quốc. Và bản của nó là Premium Silver, có nghĩa là máy màu bạc đây. Đấy. Mặt nâng màu bạc kiểu vàng hồng, con này là vàng hồng chứ không phải bạc. Đấy. Máy rất đẹp. Và cổng ra vào của con Dlong DA 310 này thì nó gồm có hai đường quang, một đường đồng trục, một đường kết nối máy tính, laptop PC và dùng nguồn adapter 12V trên 2.8A và cũng là một đường AV RAM Mini. Đấy thì về kết cấu thì hai con này thì cổng ra vào nó thực sự là hai con Dlong DA 300 và DA 310 thì hai cổng ra vào của nó là y xì như nhau nhé các bác nhé. Y xì như nhau. Đấy thì con Dlong DA 310 USB này thì giá bình thường là 8 triệu rưỡi, hôm nay em giảm giá xuống còn 8 triệu. Còn con Dlong DA 300 USB từ 6 triệu rưỡi xuống còn 6 triệu và duy nhất ngày hôm nay nhé các bác nhé. Và con Dlong DA 310 USB này thì em sẽ tặng một dây quang và một dây AV, vẫn bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 để cho các bác yên tâm. Và hai con này màn hình hiển thị của nó là sáng và rõ nét, không bị mờ, không bị mất nét. Đấy các bác nhé, các bác lưu ý cho em là như vậy. Đấy thì em đã giới thiệu qua ba cái mẫu model. Và tiếp đến thì em giới thiệu đến một cái mẫu DAC cao cấp phiên bản phòng thu là con Pioneer U05. Con này thì máy nó về gồm có sách khiển dây nguồn và con này nó có một cái đặc biệt là chỉnh được volume trên khiển. Đây khiển zin của nó đây, với mã là AXD7730. Khiển zin của nó thì nó có nút nguồn chỉnh tăng độ sáng này, vôn cộng vôn trừ này, mút mút là câm này và tất cả các cổng ra vào này. Đấy. Và trên máy cũng có volume vặn được các bác nhé. Khi các bác vặn trên khiển thì cái volume này, cái động cơ nó tự nó quay lên. Đấy. Và phiên bản phòng thu thế nên là nó có ba cái cổng phone chuyên dụng. Đấy. Nỗ 6 ly này, phone 3 chân này và cũng một phone 3 chân. Và các chế độ chỉnh phone gain lao hay là hai. Đấy, hoặc là phin Hyres 32 bit này. Con này thì máy được trang bị mặt nhôm phay toàn thân, đẹp như mới nha các bác nhé.
rất đẹp luôn ạ. Rất đẹp. Và nó là phiên bản phòng thu, thế nên là cái chất âm hay là cái linh kiện thì nó là phiên bản thu nhỏ của con Pioneer N70A. Con Pioneer L70A thì cái giá thị trường bây giờ nó tầm 24 đến 25 triệu. Nó là phiên bản cao cấp nhất của Pioneer. Và con này thì nó được sản xuất vào năm 2015. Số series của nó là 1846GP. GP dành cho thị trường Nhật nội địa. Và sử dụng điện 100V, 35W 50-60Hz. Và được sản xuất tại China, nắp ráp tại China. Đây thì cổng ra vào con này thì nó có rất nhiều, bởi vì phiên bản phòng thu, thế nên là máy được trang bị rất nhiều cổng ra vào. Cổng thứ nhất là cổng USB DAC để kết nối laptop PC, và hai đường quang, hai đường đồng trục và một đường ba chân AES EBU. Và đường ra thì nó gồm có một đường ba lăng và một đường AV ra. Đấy, hai đường ra cùng một nút dành cho hai thiết bị, hai âm ni. Thì chiếc Pioneer U05 này bình thường bên em đang bán là 11.800.000 đồng. Hôm nay em giảm, con này giảm cực kỳ sâu. Em giảm hẳn 1 triệu nhé các bác nhé. Giảm hẳn 1 triệu xuống còn 10.800. Giá cực kỳ tốt. Máy về full phụ kiện, dây nguồn, khiển sách, dây AV, toàn là đồ zin, đồ xịn hết. Thế nên các bác yên tâm. Và con này là 10.800 thì em sẽ tặng thêm cho các bác một dây quang nhé. Và bảo hành cho các bác 3 tháng 1 đổi 1. Đấy các bác. Đấy các bác yên tâm về sử dụng. Đấy, Pioneer U05 duy nhất ngày hôm nay giảm giá đúng 1 triệu. Và một cái model nữa là cái model Tech NT503. Con này là cũng là một con DAC khủng bố của Tech. Và máy được trang bị cũng nhôm phay toàn thân luôn các bác nhá. Đấy, nhôm phay toàn thân luôn. Đấy, rất đẹp. Đẹp như mới này. Nó là một con chuẩn Helix Audio Tech NT503. Thì con này thì nó là một con vừa DAC, vừa kết nối network, vừa đọc USB, vừa đọc ổ cứng. Và dùng mạng để search em những cái app nổi tiếng, để search em những cái app nổi tiếng như là những app mà DJ, Spotify, Slicker, Pandora hay Radio hay TuneIn. Và con này nó có một cái hay, nó có chức năng kết nối Bluetooth 5.0, sử dụng công nghệ aptX CSR. Và mặt sau con này thì nó gồm có một đường cắm dây mạng này. Con này không có wifi, con này chỉ có cắm dây mạng các bác nhé. Cắm dây mạng này, một đường quang, một đường đồng trục và một đường kết nối laptop PC. Và con này được sản xuất vào năm 2017. Đấy, 2017, số series của nó là 1720090. Thì con này thì máy vào thùng là trùng series các bác nhé. 1720090 này, máy vào thùng là trùng series. Và đường ra con này thì nó gồm có hai đường ra, đường ba lăng và đường AV. Và con này thì nó có sử dụng app để điều khiển. Đấy, con này nó có một cái hay, nó sử dụng app để điều khiển này. Và con này chất âm thì nó quá đẳng cấp rồi, một con giải mã 32 bit và chuẩn giải mã DSD từ 2.8 lên tới 11.2, rồi là một thiết bị chuẩn Helix Audio. Thì chiếc đầu Tech NT503 này thì máy nó về gồm có chiếc điều khiển zin. Và con này cũng có chỉnh được volume to nhỏ trên khiển và trên máy nhé các bác nhé. Đây, khiển zin của nó đây. Mã khiển của nó là RC1320. Đấy. Sách hướng dẫn, dây nguồn, dây AV về zin đi theo máy nhé. Thì chiếc đầu Tech NT503 này, giá bình thường bên em đang bán là 18.500.000 đồng. Duy nhất con này hôm nay em giảm giá 1.500.000 xuống còn đúng 17 triệu. Tặng một USB 32GB, một dây quang và vẫn bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 cho các bác. Siêu giảm giá luôn cho các bác. Tận dụng ngày hôm nay là ngày cuối cùng của cái tháng 6, ngày 30 tháng 6 là ngày cuối cùng bên em giảm giá. Và tiếp đến thì em cũng giảm giá thêm hai chiếc DAC của Fortec. Chiếc màu đen này, chiếc màu đen này thì là con này là con Fortec HPA4 và con này là con giải mã 32 bit và DSD. Tần số tín hiệu giải mã của nó là từ 32 bit và DSD từ 2.8 đến 5.6 MHz. Và con này nó là một con DAC chuyên dụng, sử dụng nguồn adapter 5V và nó tận dụng luôn cái cổng
cổng kết nối máy tính này, làm cái cổng nguồn nuôi đấy. Thì nếu các bác về chỉ cần giải mã thì tivi thì các bác lấy cái dây kết nối máy tính đường A ra đường B, xong các bác cắm vào đít tivi, lấy cái lỗ USB ở tivi smart là ok, là có nguồn nuôi. Và con này có thêm cả đường quang vào nữa, đường quang ao, đường AV RAM ni đấy. Và con Fortech HP A4 này thì giá bình thường bên em đang bán là 6,5 triệu, hôm nay em giảm 500.000 đồng, còn 6 triệu các bác nhé. Con này cũng chỉnh được volume to nhỏ này, còn 6 triệu. Con này thì em sẽ tặng dây USB, dây quang và dây AV, vẫn bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 để cho các bác yên tâm. Và tiếp đến thì giới thiệu tiếp đến một chiếc DAC Fortech nữa, HPA7, em quên mất là em chưa biết con này xuất xứ. Con này thì nó được sản xuất tại Nhật nhé các bác nhé. Số series là 0963818RS, sản xuất tại Nhật. Và con Fortech HPA4 này cũng, HPA7 em xin lỗi, HPA7 này cũng được sản xuất tại Nhật, sử dụng nguồn adapter zin của nó đi theo máy là 15V. Đây, cái nguồn adapter 15V đây, thì cái nguồn này các bác có thể cắm được từ 100 đến 240V nhé các bác nhé. Đấy, nguồn zin đi theo máy ạ. Đấy, nguồn zin. Và con này là một con giải mã 32 bit, máy được trang bị mặt phay nhôm màu bạc và có rất nhiều cổng ra vào, như là cổng USB, hai cổng quang, cổng đồng trục, cổng analog, và cũng con này cũng chỉnh được volume to nhỏ. Đằng trước máy thì có hai cái lỗ phone 6 ly. Đấy, máy rất đẹp nhé, 32 bit, Fortech HPA7 32 bit DAC. Đây cổng sau của nó đây ạ, nó dùng cổng nguồn 4 chân đây, quang à, đường máy tính này, đường đồng trục, hai đường quang ra này. Đấy, AV vào, AV ra. Và con này có chức năng direct on, có nghĩa là mình có thể kích hoạt chức năng chỉnh volume trên máy. Và con Fortech HPA7 này thì bên em đang bán là 8,5 triệu, hôm nay em giảm 500.000 xuống còn 8 triệu, tặng dây quang, tặng dây AV, bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 nhé các bác nhé. Và tiếp đến thì em cũng giới thiệu thêm một chiếc Tech UDH01. Con này là một con DAC 32 bit thôi. Đấy, máy cũng rất đẹp, mặt phay nhôm, con này đẹp như mới các bác nhé. Con này máy về thì gồm có sách hướng dẫn này, dây nguồn thôi chứ không có thùng. Và con Tech UDH01 này thì được sản xuất vào năm 2011, số series của nó là 0050567. Máy made in China, điện 100V, 13W, 50/60Hz. Rất đẹp nhé các bác nhé. Và cổng ra vào của con này thì con này nó gồm có một đường quang, một đường đồng trục, một đường máy tính. Còn con này nó có cái hay là nó có hai đường ra cùng một nút. Đấy, rất tiện cho các bác. Và con này là có chức, nó có chức năng là chạy được ra 2 ampli, nhưng nó không chỉnh được volume. Con này volume chỉ là volume của phone thôi. Đấy. Thì con Tech UDH01 này, máy bên em bán là giá bình thường là 6,5 triệu, hôm nay em bán xuống giảm 500.000 xuống còn 6 triệu các bác nhé. 6 triệu để cho các bác chơi. 6 triệu tặng dây quang, tặng dây AV, bảo hành 3 tháng 1 đổi 1. Đấy là em đã giới thiệu và báo giá và giảm giá hết 11 chiếc DAC chuyên dụng. Còn ngoài ra thì bên em vẫn còn những chiếc CD giải mã này, MD giải mã này, và cũng là CD giải mã của Sony đây. Và cái model cuối cùng thì bên em sẽ giới thiệu đến một cái model, một chiếc Omni cao cấp của Marantz, và nó sử dụng tất cả những công nghệ mới nhất bây giờ, và nó đánh loa hai cầu Bwin, đánh loa hai cầu riêng biệt từ 4 đến 16 ohm, chạy CD. Và cái mã model của nó là MCR612. Con này sử dụng áp heo điều khiển này. Và con này có thể tận dụng, con này là một chiếc DAC chuyên dụng. Đấy, để tí em sẽ giải thích thêm. Và con này thì nó là một con DAC Music Streaming, có nghĩa là con này nó đọc USB, đọc ổ cứng này, dùng app heo để điều khiển này, chạy được tất cả các loại CD trên thị trường Việt Nam này. Và nó stream được những cái app nổi tiếng như là Tidal hay là Chromecast này, hay là Spotify.
Con này thì máy nó về gồm đầy đủ sách khiển dây nguồn. Đây, sách khiển dây nguồn của nó đây các bác nhé. Và con này được sản xuất vào năm, để em xem mặt đít nào, sản xuất vào năm 2022, cực kỳ mới luôn. Đấy, máy đẹp như mới các bác nhé, máy đẹp như mới. Và con này là bản vàng hồng, bản vàng hồng các bác. Đấy, rất đẹp. Và con này hai bên giải đèn nó có hai cái giải led, và công nghệ đằng sau của nó thì cổng ra vào đằng sau của nó đấy ạ, đánh loa hai cầu độc lập A và B, điện 100V 50/60Hz 55W. Và con này nó có hai đường quang để cho các bác kết nối TV, bắt wifi, bắt bluetooth này. Và cái đặc biệt nhất là cái nó có một đường audio out để các bác kết nối ra một âm ly khác. Các bác tận dụng chiếc này làm một chiếc DAC, bởi vì con này nó tích hợp rất nhiều công nghệ, bắt wifi, bắt bluetooth này. Đấy, thì để em nói cái chiếc MCR612 này, về cái chức năng của nó thì nó không khác gì một chiếc đầu hôm qua mà video em đã giới thiệu, là chiếc đầu Marang ND8006 đây. Đấy, cũng CD, cũng chạy giải mã và cũng sử dụng app heo. Đấy, nhưng cái cục Marang MCR612 này thì nó là một con âm ly, nhưng nó có đường audio out, có đường ra súp này, đường aux in này, cắm USB ổ cứng này. Con này đọc được ổ cứng 3T thoải mái luôn, và dùng app heo để điều khiển cái ổ cứng này. Đấy. Và con đầu Marang MCR612 nó là cái model cao cấp hết số nhất của dòng series MCR của Marang, vì nó là con hết số rồi. Và cái giá thị trường của con MCR612 hiện tại Việt Nam đang bán là 28-30 triệu, nhưng con này bên em là hàng demo, hàng trưng bày siêu thị bên Nhật về, nó chỉ thiếu mỗi cái thùng thôi. Và cái giá nó cực kỳ dễ chịu, 14.500.000 cho các bác chơi nha các bác nhé. Đấy, giảm từ 15.500.000, giảm 1 triệu xuống còn 14.500.000 cho các bác chơi. Và con này em đã test chất âm, con này xuất âm ra loa cực kỳ hay, và chất âm khi mình làm DAC cũng cực kỳ hay luôn. Giải mã 32 bit, và là giải mã DSD, đọc file DSD, đọc ổ cứng này. Đấy, hai cầu. Các bác mà có những cái đôi loa mà nó có hai cầu riêng biệt ấy, ghép vào con âm ly, con này con âm ly là có chức năng đánh hai cầu bi quên A và B. Và được con này được sản xuất tại Việt Nam các bác nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy thì tất cả những cái model mà em cũng đã giới thiệu bên em, thì hôm nay là cuối tháng thì em cũng xin cảm ơn tất cả các bác tháng vừa qua và những tháng vừa qua đã ủng hộ hàng hóa bên em. Và một lần nữa em Dũng cũng xin chân thành cảm ơn các bác. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với số hotline bên em là 0966723489 để em tư vấn cụ thể cho các bác. Và một lần nữa em xin chân thành cảm ơn ạ.